Phương Mỹ Chi chơi lớn, hát ca khúc Định Đám của Như Quỳnh bằng năm thứ tiếng. Phương Mỹ Chi quả rất đa tài. Mới đây, cộng đồng mạng đã chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh của Phương Mỹ Chi trên một sân khấu âm nhạc gần đây. Xuất hiện trên trước đông đảo khán giả, Phương Mỹ Chi gây ấn tượng trước hình ảnh nền nã, đầm thắm khi diện chiếc áo dài thước tha cùng mái tóc suông dài, đen ống. Sau khi hoàn thành các màn trình diễn được chuẩn bị sẵn trước đó, Phương Mỹ Chi đã có màn giao lưu cùng nam MC của chương trình. Tại đây, nam MC này đã bật mí với khán giả rằng cô bé dân ca là một nữ ca sĩ rất tài năng khi có thể hát ca khúc Người Tình Mùa Đông, một ca khúc nổi tiếng của Như Quỳnh bằng tận năm thứ tiếng khác nhau. Và khi được nam MC đề nghị thì phạm khả năng này ngay tại sân khấu, Phương Mỹ Chi cũng không thể từ chối. Mặc dù không được chuẩn bị trước, thế nhưng nữ ca sĩ vẫn có thể cân ngọt ca khúc này khi thể hiện bằng năm thứ tiếng khác nhau bao gồm Hàn Quốc, Quảng Đông, tiếng Anh, Thái Lan và cả tiếng Việt Nam. Mặc dù tuổi đời còn rất trẻ, thế nhưng Phương Mỹ Chi đã có thể thông thạo và hát rành rọt nhiều loại ngôn ngữ khác nhau khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Với giọng hát ngọt ngào cùng khả năng ngoại ngữ lưu loát, biết đâu trong tương lai Phương Mỹ Chi sẽ mang những ngôn ngữ khác vào các sản phẩm âm nhạc của mình thì sao? Thời gian qua, Phương Mỹ Chi đã cho thấy năng suất làm việc chăm chỉ khi thường xuyên cập nhật hình ảnh chạy sâu ca hát. Đặc biệt, series Chi được nữ ca sĩ cho ra mắt trong năm 2022 vừa qua cũng nhận được nhiều hiệu ứng tích cực từ phía khán giả. Thông qua sản phẩm này, Phương Mỹ Chi cũng cho thấy sự thay đổi về mặt hình ảnh. Không còn là cô bé dân ca nhỏ xíu ngày nào. Nay giọng ca 20 tuổi đang ngày càng trưởng thành hơn, linh hoạt hơn và dám thử sức, đổi mới bản thân trong nhiều dòng nhạc khác. Nhiều tạo hình đẹp mắt, ấn tượng, phù hợp với độ tuổi,